Hiện nay thì có rất là nhiều dịch vụ tiêm trẻ hóa khác nhau, cũng có nhiều thuốc khác nhau. Tuy nhiên thì mình cũng tạm thời chia thành hai cái loại chính, là một cái loại là sẽ là tiêm PAP, tức là tiêm vào những điểm dây chằng, kỹ thuật tiêm ít điểm hơn. Đồng thời khi mà tiêm vào những điểm dây chằng này thì cũng giúp tăng sinh nhẹ collagen, đem đến cái hiệu quả hài lòng cho khách hàng và khách hàng cũng khá là yêu thích. Ví dụ như những sản phẩm như là Pro Hylo hoặc là Zalo Pro. Tiêm trẻ hóa thì còn có những cái kỹ thuật khác, ví dụ như là mình có tiêm mesotherapy, thì đối với tùy theo cái hoạt chất mà mình đưa vào da, như là hyaluronic acid hay là như là những cái yếu tố tăng trưởng kích thích tăng sinh tế bào thì cũng sẽ giúp cho da trẻ hơn và căng bóng hơn. Đối với mesotherapy thì có một số loại mà được ưa chuộng hiện nay như là Resoran, Redensity hay là Restylane. Những cái liệu trình mà tiêm cấp ẩm căng bóng cho da thì cũng được ưa chuộng hơn. Tiêm trẻ hóa căng bóng da thì sẽ đem lại cái hiệu quả nhanh chóng. Sau khi tiêm khoảng tầm 5 đến 7 ngày là chúng ta đã thấy là làn da của mình được cải thiện rồi. Đồng thời thì vì là ít xâm lấn nên là hầu như sau khi tiêm xong thì chúng ta có thể là trở về sinh hoạt bình thường, không cần nghỉ dưỡng gì hết. Oracle 90 chi nhánh trên 25 quốc gia, Oracle Clinic of Quy, phòng khám da liễu thẩm mỹ hàng đầu châu Á. Đăng ký ngay hôm nay.